Hi, welcome back to my channel. Stats, here we go. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back so I can probably get you some work. Come on, let's head over. Let's go around the back and use the service door. So there he is, huh? I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet.
Now take me to my place. Apartments cost money. Tommy Vercetti. Poke my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Go get some sleep.
Oh my God! Wow. Okay. Okay. Như thế và các bạn sẽ đi tìm kiếm được món đồ, sau đó thì sẽ hoàn thành tựa này. Ok, let's go into the break room.
Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả là 5 người chủng ngoài người hành tinh. Sau đó thì các bạn sẽ chụp những bức ảnh và mang về. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. 5 chủng ngoài người ngoài hành tinh đang ở trong backroom này. Let's go. Hình như mình vừa nhìn thấy một ai đó tiến sâu bên trong. Đây rồi, chủng loài thứ hai. Let's go. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ đi tìm kiếm tất cả 5 chủng loài nhá. Ok. Và từ game tiếp theo. Next level. What? Nên level 2 cái là coi như bị đứng hình luôn. Không biết như thế nào. Wow. Rồi, và tựa game cuối cùng. Let's go. Place your bets. Come on.
và tiếp tục các bạn sẽ đi tiến sâu bên trong.